小电的，假的。哇，SATM 啊，为你来我找编团。哇！今天要办的啊，就是我来拍到呢，什么天气啦，风速都八块，反正那边那边啦，好八块吧，就那个天气。不，第啊，主要找编团啊，一定是会跟平安，要联系到平安股民啦，跟对的。là giao tiếp không có khó khăn nhưng ở đây rất là khó khăn giao tiếp với mình và em vẫn có đủ một ước mơ đi du học và khi nhắc tới du học thì người ta sẽ nhắc tới Úc, Anh, à, Mỹ, Anh Quốc, Đức, Pháp hay là Nhật. Tuy nhiên thì em vẫn có một ước mơ đó là đi Úc du học thạc sĩ và chủ đề ngày hôm nay của em đó là vì sao em chọn Úc là đất nước du học của mình, vì sao Úc lý tưởng. Huy đứng dậy bên phải một chút. Úc lý tưởng bởi 10 lý do và sau đây em sẽ trình bày về 10 lý do đó. Trái đất thì là một hành tinh rất nhỏ trong vũ trụ và con người cũng vậy. Con người muốn di chuyển ra nước khác phải vượt qua rất nhiều khoảng cách địa lý và anh chọn Úc bởi vì nó gần Việt Nam. Chỉ với một ngày hành trình 8 giờ 8 tiếng làm việc thì bạn có rất nhiều lựa chọn để bay sang Úc với hàng không và cùng túi tiền. Thứ hai đó là về chi phí hợp lý. Khi nhắc tới đi du học thì chúng ta không thể không nhắc tới đến việc học phí hay chi phí nhà ở, chi phí đi lại tiện ích hay chi phí ăn uống. Để liệt kê ra thì có rất nhiều loại chi phí và lên tới rất nhiều tiền, tỷ đồng. Nhưng khi đi du học Úc thì chi phí nó sẽ rất rẻ so với Canada hay là Anh Quốc và Mỹ. Về môi trường thì Úc được đánh giá là một quốc gia an toàn. Nó an toàn như thế nào thì nó an toàn bởi có sự cân bằng về chính trị. Tiếp theo đó khi du học thì bạn sẽ quan tâm đến vấn đề an ninh và vấn đề xem có tội phạm hay không. Thì ở Úc tỷ lệ tội phạm nó rất là thấp và các bạn có thể thấy nó sẽ bị nộp vào cùng ngay lập tức. Okay. Ngoài ra thì Úc còn là một quốc gia không có sự phân biệt về quốc gia hay tôn giáo. Nếu như Canada thì là nơi đứng đầu về việc đi đầu cho về việc mà người dân có thể mang cần sa ra ngoài đường tối thiểu 3 kg, tối đa là 3 kg, 3 gram và có thể trồng trồng cần sa. Cần sa tại nhà. Rồi. Thì Úc nó rất là ổn định, nó không sẽ vẫn đi đầu với các phong trào nhưng không phải là cần sa kiểu gì đó. Về ngôn ngữ thì như em đã nói thì ngày trước em rất là tốt tiếng Anh, đến năm 3 đại học học tiếng Anh. Thì sau khi học một khoảng thời gian học tiếng Anh thì em đã có cơ hội được luyện tập tiếng Anh của mình trong câu lạc bộ tình nguyện Hàn Kids. Và khi đi du học Úc thì em sẽ có cơ hội được học chuyên ngành toán học tiếng Anh, luyện tập trong môi trường giao tiếp học tiếng Anh hay cả trong thư viện không dùng tiếng Anh và nếu có thuê homestay thì cũng dùng tiếng Anh. Về chất lượng thì nhắc đến Úc không thể không chất lượng nói đến chất lượng giáo dục và đào tạo. Thì các chương trình được thiết kế dựa trên đạo luật và kiểm soát qua đạo luật, qua đó bạn sẽ có cơ hội được đảm bảo về việc học tập. Chương trình đào tạo được thiết kế bởi các chuyên gia đứng đầu trong các lĩnh vực và dựa trên nhu cầu thực tiễn của xã hội. Về phương pháp thì sinh viên được coi là trọng tâm và việc đến trường là điều vui thích của học sinh. Tiếp theo, khi đi học thì bạn sẽ được độc lập tư duy sáng tạo và bạn sẽ luôn có các cơ hội để thực hành để kiểm chứng được những gì mình học. Về bằng cấp thì Úc được đánh giá là nơi có nhiều trường đại học tốt, đứng đầu top thế giới và các nhà khoa học ở nước Úc thì nổi tiếng là có 8 giải Nobel. Khi bạn tốt nghiệp ở Úc thì bạn sẽ được công nhận toàn cầu, học sinh có thể học ở bất cứ đâu trên thế giới. Và tiếp theo đến đó là sự linh hoạt trong hệ thống giáo dục của Úc. Việc học được học theo tín chỉ nên bạn có thể dễ dàng đổi bậc học và học song song nhiều chương trình khác nhau. Chương trình sẽ được công nhận rộng rãi trên thế giới. Về việc làm thêm thì để đáp ứng được nhu cầu chi phí học hành và trang trải cuộc sống thì đối với sinh viên thì bạn sẽ được làm tối đa 40 giờ trong 2 tuần. Và khi bạn làm nghiên cứu sinh thì số lượng sẽ không giới hạn, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Vâng, và cuối cùng lý do thứ 10 đó là khi bạn đi sổ Úc thì bạn sẽ được nhận sự hỗ trợ từ chính phủ và sẽ được đảm bảo quyền lợi và cũng như đảm bảo về nhu cầu để phát triển và khả năng của mình. Và cuối cùng thì em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cảm ơn anh Huy đã lắng nghe. Ok rồi, cảm ơn em rất là quá tuyệt vời. Đó là lần đầu tiên thuyết trình.